Nâng ly chúc mừng chúng ta. Chúc mừng em đã đem về hợp đồng lớn. Cũng nhờ anh đã tính toán trước, chứ thật ra em chỉ lo chuyện đối ngoại thôi. Anh nói cho em biết nhé, đối ngoại mới là quan trọng. Người ta có yêu, có quý mình thì người ta mới ký hợp đồng. Còn anh chỉ loay hoay vào ngoài thôi. Anh cứ khiêm tốn. Nói tóm lại, chúng ta là một team ăn ý. À, nhắm mắt vào. Rồi, mở mắt ra. Anh có món quà tặng em đấy. Anh tặng em. Còn Tinh Tinh để sau nhé. Em mở ra đi. Sao? Em thích không? Đẹp quá. Để anh đeo cho. Ơ, anh. Ơ, Trang à? Sao tình cờ thế? Em cũng đặt một chai vang giống anh đấy. Mình có cùng ăn uống nhở? Thì từ xưa đến giờ vẫn thế mà. Ờ, đây là bạn gái của anh à? Đây là Yên, trưởng phòng kinh doanh của anh. Bọn anh mới đi làm về, tranh thủ ngồi đây ăn tối. Anh Vinh đi với cô nào nhìn cũng đẹp đôi nhở? Đùa thế, chết anh đấy. Thế còn em, hôm nay qua đây đi một mình à? Hay là... Hôm nay sinh nhật mẹ em, nhà có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời vài người bạn thân thiết. Thế à? Sao không bảo anh để anh chuẩn bị quà tặng cô chứ? Thế anh Hải đã đến chưa? Để anh qua chào. Hay là hôm nay tiệc kín, anh chưa đủ tầm? Anh khách sáo thế. Em giới thiệu anh là bạn trai của em và được chứ gì? Thật à? Thế thì được quá. Đi luôn, đi. Thế thì mình đi nhanh nhá. Chờ anh tí nhá. Vâng, sếp ạ. Thế mẹ dạo này khỏe không? Mẹ em khỏe. Có thỉnh thoảng nhắc đến anh không? Sếp ạ, em có việc bận nên về trước ạ. Sao không báo cho anh? Tự nhiên lại bỏ về như thế. Sếp cứ ngồi với bạn đi, em tự về rồi. Bye sếp. Chân làm sao đây? Không sao ạ. Lên phòng anh nói chuyện nhé. Vào đi. Chân em bị làm sao đấy? Em chẳng may bị ngã. Để anh xem cho. Em đi khám rồi, chỉ là bong gân nhẹ thôi, không có gì phải lo. Sếp có việc gì cần trao đổi à? Không, anh chỉ muốn xem chân cho em thôi. Chân của em không sao. Sau này sếp không cần quan tâm em kiểu như này đâu. Em áp lực lắm. Em xin phép về làm việc ạ. Em giận anh kìa. Không ạ. Anh có cảm giác em muốn phân ranh giới giữa anh và em. Đâu có. Em chỉ tự nhắc bản thân phải biết vị trí của mình ở đâu. Cảm ơn sếp đã hỏi thăm. Em xin phép. Anh Vinh Tổng Tài là nhà tài trợ chính của đội tuyển mình đấy. Thảo nào ra vào phòng tập mình như chỗ không người. Chỉ cần đẹp trai là đã có giấy thông hành đi khắp vũ trụ rồi. Đã thế lại còn giàu, ga lăng. Theo kinh nghiệm xem phim của em ấy, thì mẫu người đàn ông nhanh Vinh sẽ thích những người trái dấu, cá tính, giống như là chị ấy. Không thích bánh bèo đâu. Chị ơi, anh Vinh Tổng Tài đang đứng cách mình có 5 mét thôi. Cơ hội đưa trai đẹp của mình đến rồi. Em xin việc thật á? Dạ vâng ạ. Ừ, chào chị cái. Dạ.
Để con ra đấy mẹ nhé. Ôi trời. Này chị Bảo này, cửa hàng chị ấy chỉ tuyển nhân viên nữ thôi. Nam như này chị sợ là hơi bất tiện ấy. Ôi, em cái gì cũng làm được chị ạ, chị cứ tin ở em. Cái gì cũng làm được à? Mà chị trông nhá, cao to đẹp trai như thế này, gu này là hợp với cái gu của chị đấy nhá. Chị ở thật này, em có nghiện không? Ừ, sao lại thế hả chị? Ừ, không nghiện là tốt rồi. Nhưng mà không có bệnh tật gì đúng không? Thanh niên trai tráng như này có bệnh thì chắc là chỉ cái bệnh thiếu tiền thôi đúng không? Ừ, xin tự giới thiệu, chị là Trang, đây là con gái của chị gần 2 tuổi. Thế nhà em ở đâu? Em thuê trọ cũng khá xa chị ạ. Xa à? Ờ thế thì hôm nào mà đi làm mà về muộn ý thì cứ ngủ luôn tại cửa hàng này cũng được. Chị thoải mái không vấn đề gì cả, chị dễ tính chị. Nhưng mà bác sĩ bảo cái chân này của tôi phải 1 tháng nữa mới khỏi cơ. Vậy nên phiền cậu từ mai ngày nào cũng mang đồ ăn lên tận nơi cho tôi nhé. Cái gì? Còn lâu ấy. Mơ à cô gái? Không bao giờ. Alo. Sao? Đánh nhau á? Nặng không? Ai đánh? Được rồi, để tao đến. Này. Gì? Thật ra đây không phải chuyện của tôi, nhưng cậu là người quen của chú Nam, cho nên tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Thành phố này rất phức tạp, cậu đừng có dính đến mấy trò đấm đá đánh nhau. Chỉ có mấy thằng không đàng hoàng mới làm mấy trò đấy được. Cái gì? Ý chị là tôi không đàng hoàng á? Nếu cậu làm thế thì cậu là người không đàng hoàng rồi. Nhưng mà tôi không làm như thế. Không làm thế thì vô vào làm gì? Tôi không tranh luận với chị. Ừ. Anh đến thăm em đây.